Mời đại chúng trình pháp thọ tưởng hành của mình ngay bây giờ như thế nào? Hiền thiện, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư phụ. Con kính thưa các quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Khi con được nghe sư phụ chỉ dạy chúng con về một cái tâm ương ngạnh, một cái tâm bản ngã chống đối, không biết nghe lời, con có nhớ về cái việc mà con chưa làm được theo lời sư phụ dạy. Đó là nhật ký tu học từ khi con về đây tu học. Và đúng con chưa biết thành bản con nộp được cho sư phụ. Nhưng mà trong lòng con thì lúc nào cũng vẫn nhớ về cái món nợ này. Và hàng ngày con vẫn tu tập. Và cũng thực sự là trong những ngày vừa rồi con cũng có những cái rất nhiều niềm hoan hỷ trong cái việc tu tập về diệt cái bản ngã. Con đã nhìn được bản ngã nó ẩn ý. Nó không nói nhưng mà thành lời, nhưng mà con đã nhận ra cái bản ngã và con đã diệt nó. Con rất muốn sẽ có ngày con cũng sẽ có bài trình pháp tới sư phụ để chỉ dạy cho con. Và cũng là từ cái diệt bản ngã mà con cũng cách đây mấy ngày con cũng có một cái cảm thọ, con đã hết sức là con thấy thật là vi diệu. Con được nghe những cái lời mà nó không tế nhị, nhưng mà trong con đã tràn lên một cái tình thương, thương về một kiếp con người, về một sự vô minh mà không biết vô minh. Và khi mà con thực sự là khi sư phụ bước ra để quỳ lại chúng con thì thực sự là con có một cái cảm thọ rất là đau xót cho chúng con, rất đau xót. Vừa là sự kính nể vô tận vô biên đối với này các thánh đệ tử, với lại thầy cô đã chỉ dạy cho chúng con là cả một tình thương trí tuệ, tình thương rộng lớn, thương đời của quãng giữa trời đêm, thương chúng con như những cái mầm cây mới nhú trong chánh pháp. Nhưng mà chúng con thì vô minh đưa ra mọi lý do để không thực hiện ngay những lời sư phụ chỉ dạy. Một cái tâm bản ngã, một sự chống đối mà chúng con chưa nhìn thấy
hoặc đã nhìn thấy mà không thực hiện, cứ chần chừ đưa lý do nọ lý do kia. Con xin tri ân công đức của sư phụ, thực sự nói lời tri ân con rất là xấu hổ và rất ngượng. Vì con chưa thật là tinh tấn hết mức. Vì nếu con có sự tinh tấn hết mức thì con đã có bài để con nộp cho sư phụ rồi, để con được sự chỉ dạy tiếp theo của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tri ân công đức của sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Cho con xin thành tâm sám hối. Kính thưa sư phụ, thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Vừa rồi, thầy đã chia sẻ cho chúng con thấy rõ được cái tâm si mê, tâm bản ngã trong con, một cảm thọ thật là xấu hổ. Cái bần ngã của con lâu nay nó như một thanh kiếm mà nó ẩn náu chúng con. Mỗi khi trong cuộc sống cũng như trong lúc tu học, trong nhóm chúng con, tuy rằng là sự chia sẻ với nhau về Phật Pháp, nhưng chúng con mỗi lần nói chuyện với bạn đồng tu, con đã nhận thấy cái bản ngã của chính mình. Nhưng cái tưởng, cái hành nó luôn khỏa lấp, nó luôn che mờ cái thức của con, nó cũng đồng hành với chúng. Giờ con nghe được sư phụ giảng cho chúng con thấy rõ rằng cái bản ngã của mình nó âm thầm, nó nén nút. Nó trường dưỡng cái bản ngã này, nó che giấu cái bản ngã này của con mà con không nhìn thấy nó. Khi chia sẻ với nhau,
Nó nói rằng nếu mình biết đến đâu thì mình cứ nói đến đó. Đó là cái hành. Nó nói rằng là mình chia sẻ thật lòng mà, nhưng giờ đây con thấy cái bản ngã này nó ẩn tàng trong con. Đối với những người rõ ràng thì nhìn thấy, nhưng đối với con nó âm thầm, con không có nhìn thấy được. Này được về đây thầy giảng cho con, con thật là xấu hổ. Cái bản ngã này nó ẩn chìm trong con bấy lâu nay, nó không có rõ ràng, cho nên con không có thể nhìn thấy cái bản ngã này. Hôm nay thầy đã giảng cho con và con đã nhìn thấu được nó. Con thật là xấu hổ. Con cứ nghĩ rằng mình ngon lắm, nhưng mà không. Nó luôn luôn ẩn nấp trong con mà con không hề nhìn thấy nó. Này, đối trước, đảm bảo đối trước sư phụ cùng quý thầy quý sư cô cùng đại chúng, chứ con xin được dập đầu, được dập cái bản ngã của con. Con xin tri ân công đức của sư phụ, quý thầy quý sư cô cùng toàn thể đại chúng cho con được dập đầu lễ bản ngã này của con. Con nguyện xả cái bản ngã tồi bại, hèn hạ, xấu xa, bẩn thỉu này. Con nguyện xả cái bản ngã ương ngạnh, chống đối, dại khờ này. Con nguyện sống với tâm khiêm cung, từ ái, dễ chịu, ngọt ngào. Kính thưa thầy, nếu không đủ duyên lên đây thì con đâu có nhìn thấy cái bản ngã xấu xa này của con. Hài tỏi nó ra, kể ra những lần mà cái bản ngã nó làm cho mình khổ, người khổ, bạch tội nó ra. Thực sự cái bản ngã này nó chìm sâu trong con không thể nào nhìn ra được. Hôm nay con mới thấy được cái mặt của nó. Không có người chỉ dạy thì làm sao chúng con có thể nhìn thấy cái bản ngã của mình được. Con xin kính xin tri ân sư phụ, kính xin tri ân quý thầy quý sư cô cùng toàn thể đại chúng đã cho con thấy rõ được cái bộ mặt thật của con, thấy rõ được cái bản ngã này của con. Con hứa sẽ cố gắng tu hành để diệt cái bản ngã này, để tiến tu trên con đường mà Đức Phật cũng như sư phụ và quý thầy quý sư cô đã dạy cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư phụ, các quý thầy quý cô và đại chúng
Dạ lư này. Dạ con xin trình bày nhận diện ngũ uẩn. Khi sư phụ đã giảng dạy cho chúng con về bản ngã thì và thầy sư phụ đã cúi lạy đại chúng trong căn tâm con. Con được nhìn thấy sư phụ quỳ xuống và đại chúng. Con rất xúc động khi mà thầy vừa giảng pháp vừa hành pháp vừa giảng vừa hành pháp làm đánh thức những tâm cứng cỏi ngu si ngạo mạn mà từ trước giờ con được nghe được học trên sách vở thôi mà sự thực hành để nhìn thấy không có nhiều thành ra đang tự nói ngu si ý mà mình học một chút mà cho mình là tốt mà thực ra thì trong tâm tàn những cái dơ bẩn nó từ nhiều đời nhiều kiếp cũng như từ bé nó đã hút tâm vào và đến khi mình tu thành cũng không biết tẩy rửa cũng không nhận ra được để rồi trên đường tu tập không đi được đến đâu càng tu mà không biết thực hành pháp càng thấy khổ đau càng thấy không có lối thoát và một chết càng thấy hổ thẹn với mọi người khi mình tu mà sao càng ngày càng thấy xấu xa không thay đổi được gì mà bản ngã thì càng ngày càng lên cao. Dạ, con cũng không biết nói gì. Dạ, con xin tri ân mười phương ngũ tam bảo, tri ân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tri ân sư phụ và tri ân các quý thầy quý cô đại chúng đồng tu tại đây đã thương xót giúp đỡ lo lắng dạy bảo cho con. Đã con biết bản ngã của con rất là cứng cỏi khó dạy bảo. Có đôi khi con đứng trước Phật một thời gian con rất là có tâm cung kính, nhưng một thời gian con lễ Phật trong cái bản ngã con nó cứ khởi nhân lên những cái ý hành tưởng phỉ báng tam bảo. Con cũng biết trong thâm tâm con đó là một tội chướng rất sâu nặng, cũng cái hình ảnh khi tu được một thời gian được mấy tháng thì nó đã khởi lên rồi ạ. Ra con cũng không nhận biết đó là sai, đó là tội lỗi. Con không biết cách chiến thắng nó và con cũng không có phương pháp để hành trì. Là nay con đã được gặp thành pháp, con được gặp sư phụ bậc chân tu, bậc giới đức thực hành. Kẻ ác độc kia mau quỳ xuống, lại dưới chân người quỳ xuống mau. Thì thực ra cái bản ngã của con nó ngụy biện, nó xấu xa, nó tồi tệ, nó ngoan cố, nó chống đối cho là mình không, mà con cũng không nhận được ra. Nó cứ quanh co, nó ương ngạnh, con
cái cảm xúc của con khi sư phụ đứng lên dập đầu sám hối bản ngã, thì con cảm nhận, con suy nghĩ là sư phụ một bậc sơn nhân, bậc thầy tôn kính của chúng con, mà còn như thế mà cái bản ngã này nó còn kiêu ngạo, nó còn che đậy quanh co, nó xảo quyệt, nó không thể hiện cho mình là hiền lành, là hiền dịu, nhưng thực ra nó ngấm ngầm trong thân con, con chưa thể nhận ra được nó, nhưng con biết rằng trong cái tâm này đầy dẫy những cái hơn thua, ganh ghét đố kỵ, những cái tật đố. Con được được vào dòng pháp và chánh pháp, nghe được sư phụ giảng, nhưng về phần thực hành thì chúng con chưa được bao nhiêu, chưa biết cách tu tập. Nguyện vọng của chúng con lên đây nhờ sư phụ cùng các quý thầy, quý sư cô và đại chúng chỉ dạy cho chúng con, để con biết được và con nhìn thấy được những cái bản ngã sâu xa trong tâm con, để con tẩy rửa chúng, để con gạt bỏ chúng, để con tu tập được cái tâm hiền thiện. Có như thế thì con nghĩ phải tu tập được như thế thì mới đứng trong được cái dòng pháp này và đặt chân trên cái chánh pháp mà Đức Như Lai đã để lại. Nếu không tu tập, không tinh tấn, không tiến tu mà cứ tà tà như cái này, cứ để cho cái bản ngã nó ngụy biện, nó che lấp, nó cứ cho là mình là thế nọ thế kia, không học hỏi được, không tu tập được, cứ lười biếng, cứ lười nhác, thì không biết đến bao giờ chúng con mới nhận ra cái bản ngã của mình. Và chúng con cố gắng tinh tấn tiến tu, gạt bỏ được những cái bản chất xấu xa tồi tệ này, để mình tu tập theo đúng chánh pháp mà sư phụ giảng, theo những lời Phật để lại từ mấy nghìn năm trước. Và nhìn rộng ra trong nhóm chúng con cũng thế, tu tập được cũng được gần một năm, nhưng mà hầu hết là vẫn còn cái bản ngã còn đang đầy rẫy, chưa nhìn được. Nguyện vọng của chúng con vào đây là con nhờ sư phụ, các quý thầy, quý sư cô và đại chúng chỉ dẫn chúng con tu tập được bao nhiêu, và cố gắng tinh tấn để về cùng chia sẻ với những người mà chưa được vào, những bạn đồng tu chưa được trực tiếp tu tập, để phần nào nhìn nhận ra được cái bản ngã, để cùng nhau tiến tu, cùng nhau đi trên con đường mà Đức Phật đã để lại, mà sư phụ đã giảng dạy cho chúng con. Hôm nay con đủ duyên lành con vào đây, và con cũng xin phép sư phụ cùng các quý thầy, quý sư cô và đại chúng cho con xin được xả bỏ cái bản ngã của con mà nó cứ quanh co, nó xảo quyệt, nó biện luận, nó cho là tôi là ta, nó không có lỗi lầm, nó còn đang ngụy biện
Con xin phép sư phụ cho con dập đầu xả cái bản ngã tồi tệ xấu xa của con ạ. Con xin xả bỏ những cái bản ngã xấu xa tồn tệ hơn thua được mất. Này. Con xin xả bỏ những cái bản ngã ganh tị, ganh ghét, tật đố, lười nhác, xấu xa tàm quý vào trong lòng đất. Con xin xả bỏ những cái bản ngã, những cái tâm phóng dật, lười nhác, ngụy biện, ương bướng ngay ngại này của con. Giai đoạn con về đây tu tập, con nguyện đời đời kiếp kiếp không rời xa Tam Bảo. Con nguyện từ nay cho tới lúc lâm chung, con luôn luôn phải tinh tiến tu tập trên cái chánh pháp của Đức Như Lai để lại. Con nguyện theo sư phụ giảng dạy và hướng dẫn con nguyện làm theo những giờ lời chỉ dạy của các sư phụ và quý thầy, quý sư cô và đại chúng ạ. Con nguyện tu tập tinh tiến sớm giải thoát để cứu độ chúng sinh ạ. Con tri ân sư phụ cùng các quý thầy, quý sư cô và đại chúng ạ. Con xin cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đây là tâm nguyện của con nói ra không biết có gì sai phạm. Mong sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô và đại chúng cho con sám hối ạ. Con xin hết ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin bạch trên chư Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Vì ngu si, vì vô minh,
vì không hiểu biết. Thằng con đã trái lời sư phụ, không nghe lời sư phụ hướng dẫn như vậy. Là theo bản ngã của chính mình. Mất đi lợi lạc, không tu học cho đại chúng. Những lúc sư phụ trên dạy, mình không có để tâm, nghe rồi không có sự cầu học, sự học pháp, với cái tâm mông lung qua loa, là mất hiệu pháp cho chính mình và cả đại chúng. Cảm thấy rất là tàm quý và xấu hổ. Không xứng danh là người con. Người đệ tử đứng trong hàng ngũ của Thế Tôn, tâm cầu học, bỏ cha bỏ mẹ để đi theo thầy, mà lại không có chí hướng thượng. Luôn luôn bị bản ngã dẫn dắt chi phối vào mặt, làm thối đọa lui sụp chính tự thân của mình và gây ảnh hưởng đến sự tu học của đại chúng. Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng, quý thầy, quý sư cô và đại chúng, vì lòng từ mẫn, vì tình thương, cho con được xin sám hối bỏ qua những lỗi lầm này. Con sẽ nỗ lực cố gắng nhiếp phục tự thân, đánh gục bản ngã tồi tệ hư ảo này, không cho nó dẫn dắt chính mình. Rất mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng tha lỗi lầm cho con, để có cho con có thể tăng trưởng thiện pháp và phòng hộ trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đảnh lễ sư phụ, quý thầy và đại chúng ta lại để diệt tận cái bản ngã tồi tệ hư ảo này.
thai tốt lắm, thầy đã nhận thức được lỗi lầm là một lỗi lầm. Để điều chỉnh lại trong không tái phạm ở trong tương lai đây. Đây là sự lớn mạnh trong pháp lợi lực này. Tăng trưởng các cái thiện pháp trong thánh pháp này. Mời quý Phật tử xa tiếp tục. Chiều hôm qua may mắn được sư phụ chỉ cho lỗi lầm, những cái bản ngã nó âm thầm nó lạo hạt trong người mà mình không hề hay biết. Hôm qua sư phụ chỉ ra bản ngã là không thuộc cái kinh Nikaya thì con mới hổ thẹn và nhục nhã và con giật mình. Cái bản ngã âm thầm nó lạo hạt trong người từ một việc như vậy sư phụ chỉ lỗi, nhưng mà trong đó là bao nhiêu pháp vận hành. Cái đầu tiên là cái si mê, cái trong nghi thức khi học ni gia thì cái con đọc vào thì có nhiều từ, ví dụ như đoạn trừ, trừ diệt, đoạn tận, nó sẽ hơi khó nhớ và khi học nó sẽ lao hơn, nên con đi tìm mấy bài kinh khác nó dễ tục hơn để học được nhiều hơn là cái tâm tham học được nhiều kinh. Cái thứ hai là cái ngã mạn, cái tôi trong người con, cái bản ngã là con thấy nó, là mình cũng ỷ lại là mình cũng thông minh, ý là cũng có trí nhớ, nên con nghĩ là các buổi sáng là các thầy, các quý cô hay là quý đại chúng thì mình chỉ cần đọc qua mình thuộc cả 50%, mà khi các buổi sáng thì dẫn anh đọc kinh thì các quý thầy, quý cô hay đại chúng đọc thì mình nhẩm theo, rồi thời gian là cũng 1-2 tháng rồi mình cũng thuộc được, là cái bản ngã nó âm thầm nó trở dài. Mà mình để thời gian buổi chiều mình hay đọc sách thì mình đọc những bài kinh khác, là như vậy nó sẽ được mình thuộc được nhiều bài kinh, là cái bản ngã trong con. Nhờ sư phụ chỉ ra mà con thấy bao nhiêu pháp vận hành, và con cũng hôm qua đến giờ thì con thấy hổ thẹn và nhục nhã, nhưng mà con nghĩ là bao nhiêu hổ thẹn nhục nhã cũng không bằng hành động của mình, cho nếu như mình thấy lỗi mà mình để vậy thì nó cũng chẳng giải quyết được gì. Nên lúc tối là sau khi đi học về, con cũng tự học 2 bài kinh, và con tự hứa với lòng mình là khi nào thuộc 2 bài kinh mới được đi ngủ, còn không là không được đi ngủ. Và con cũng tự đặt cho lộ trình cho mình là một ngày phải thuộc 1 bài kinh trong tặng kinh tu ni thức, đi học kinh Gaya, để phá cái tâm si mê bản ngã của mình, nó lạo hoạt, nó âm thầm từ những cái lỗi mình nghĩ là nó không sao, nhưng mà trong đó là lỗi cực kỳ lớn, là lỗi coi thường pháp. Và nhờ sư phụ giảng dạy nên con cũng nghiệm ra một chút chân lý về sự sợ hãi trong những lỗi lầm nhỏ, và con cũng sẽ cố gắng tu tập. Con xin tri ân công đức sư phụ, các thầy, các quý cô và toàn thể đại chúng, và con xin sám hối diệt ngã cái bản ngã âm thầm lậu quẹt trong mình, nó âm thầm qua mặt mình mà mình cứ nghĩ là không có gì. Cái si mê ở đời thì những cái si mê, ví dụ như thôi việc chi gấp thì làm trước, việc chi chưa gấp thì cứ từ từ làm còn thời gian, nhưng mà không ai biết sống tới ngày mai không, nên con thành kính sám hối với những suy nghĩ và cái bản ngã, những cái bản ngã trong kiết sử nó vẫn đeo đuổi theo con. Nhờ gần sư phụ và các thầy, các quý cô mà đại chúng mà con nhận ra những bản ngã mà lâu nay mình không biết nó là bản ngã, mình chỉ nghĩ những cái ngồi như ví dụ như tôn trọng mọi người là khi mà mới thể hiện bản ngã, nhưng mà không ngờ cái bản ngã nó âm thầm nó ngấm trong này mà mình không biết. Nên con xin tri ân công đức của sư phụ rất mấy thầy. Dạ, con xin hết.
nói cho mình thấy, ta nói cho mình biết. Các lầu hoạt này sẽ được đi đến chỗ đoạn thẳng. Ta không nói cho mình không thấy, ta không nói cho mình không biết. Người không có nhận như được ổn ổn, tức là người không thấy, người không có biết. 11. Người nhận như được ổn ổn là người bắt đầu thấy, bắt đầu biết thân tâm của mình. Mà nếu mình thấy, mình biết rồi mình dẫn cho qua, mình dẫn không có nỗ lực về tâm tinh tàn tinh tấn, thì cái thế biết đó cũng như không. Ổn công rồi dạy đó rồi truyền ra thì mình cũng mắc tội. Ổn công Đức Phật và Bậc Thánh Chúc cho mình thấy biết rồi, xong rồi mình cứ giải qua đó. Không có nhiều nỗ lực mà không có xấu hổ, không bị thâm chân cận, không nhìn tự nhiên biết rồi để nó, biết rồi bỏ qua, biết rồi xem thường. Mình phải ý thức sâu sắc nội tâm này là bẩn thỉu, bẩn thỉu, bẩn thỉu. Tâm này là bẩn thỉu, bẩn thỉu, bẩn thỉu. Mình phải sống trong mù lòa do được thiết rồi. Dần dần mở mắt ra và mình vẫn còn sống như cái bẩn thỉu hay sao? Để ý thức sâu sắc rằng nội tâm này là bẩn thỉu, là dơ bẩn, là hôi thối, là dục nhã, là hèn hạ, không bao giờ mình xem thường nó được. Giờ giờ phút phút dây dây tâm tâm niệm niệm phải nhìn thấy được sự bẩn thỉu của nó, sự tồi bại và hèn hạ của nó, sự ác độc của nó, sự nguy hiểm tác hại của nó. Mình thấy không, chỉ cần mình á lơ đãng chút thôi là mình sống cái phóng dật này ngay lập tức, sống ở trong vô minh này, sống trong bản ngã, trong dục, trong tham ái liền ngay lập tức. Chúng ta có thấy rõ cái này không ạ? Chỉ cần mất cái niệm tinh giác đó là lập tức. Sống như vô minh, sống như si ái, sống như hôn mội, sống như dục, như tham, như ái, sống như hơn thua, sống như bóng đêm, bóng tối. Phải chỉ vô cái mặt, chỉ vô mặt cái tâm này nè, là cái tâm bẩn thỉu. Không ai cái chỉ vô một tâm là mày hãy nhìn kỹ cái bản mặt bẩn thỉu của mày đi, là cái tâm quét được này. Những câu mà mình đã từng các ý tâm mù rồi, tâm đốt cháy, tâm bẩn thỉu, lâm vô minh phải thừa hàng ngày chửi nó, rảnh là la, rảnh là lại, rảnh là nhắc, rảnh là quở, rảnh là trách nó, còn bằng không là mình sẽ bị nó giết, mình chết.
Lơ đãng cái là sống trong vô lông sống vật, mất mình mất tâm, tích tắc cái là nó hướng ngoại, giờ người này ngó người kia, tôi người này ghét người đó, đúng sai phải quấy mà tự thân nó không thấy. Hãy nhìn kỹ cái tâm bẩn thỉu này, hãy nhìn kỹ cái thân thể bẩn thỉu này, hãy nhìn kỹ cái hoàn cảnh bẩn thỉu này. Không có gì ở trong đây để cho mình lưu luyến ưa thích chấp thủ trong này hết. Hãy nhìn kỹ cái nội tâm bẩn thỉu này, cái hình hài bẩn thỉu này, cái hoàn cảnh bẩn thỉu này. Mình nhìn kỹ vô trong coi, mình đem con mắt trí huệ mình rọi vô coi. Dục tham ái sân si vô minh bản ngã, ngoài ra không có gì hết. Suốt cuộc đời này, suốt trái đất này, cả vũ trụ này, nó vận hành trong đó thôi. Sợ hãi những cái nội tâm bẩn thỉu này, để xấu hổ những cái nội tâm bẩn thỉu này, tìm những cái dơ bẩn, thích tham đắm trong những cái thứ bẩn thỉu đó, thì nó vung quán, nó tưới tẩm, nó bảo vệ, nó giữ gìn cho những thứ bẩn thỉu của bản ngã, của dục tham ái, của sân si, trong ngoài đều là sự bẩn thỉu. Chị mà nó còn quên vấn, nó còn kêu ca, nó còn vỗ ngực xưng tên, còn hóng hách khoan mình chen người cống cao ngã mạng dương dương tử đó, để nó đi trong luân hồi, để nó đi vào trong biển lửa, để nó rớt xuống vực sâu. Để nó chìm xuống đầm lại. Ý thức sâu sắc cái điều đó, tâm tâm niệm niệm mình dò xét nội quán, tập an tịnh trầm lặng. Cái này là cái tuyệt đối quan trọng, tập một cái thân tâm an tịnh trầm lặng. Tập một nội tâm hiền thiện, hiền hòa, từ ái, ngọt ngào. Dễ nghe, dễ bảo, dễ nuôi, dễ sống. Tập một cái nội tâm từ bi, xót thương, luôn luôn nhớ nghĩ xót thương mình và xót thương cho mọi người. Hiện tại em thấy là được chứ đâu có khó phải không? Nghe những cái lời khiếm nhã, những lời không có lịch sự mà mình vẫn khỏi được cái tâm thương rồi đó. Tập là được, tập là được, tập là được. Tập một cái thân tâm an tịnh lắng dịu, tập một cái cảm thọ hiền thiện ngọt ngào, tập những cái cảm xúc của từ ái, xót thương,
tập những cái cử chỉ, những cái suy nghĩ khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn. Từ trong cái cách nói chuyện, từ trong cái dáng đi của mình cũng phải để ý cái cách nói, cái tướng đi, cái cách hành xử, làm sao cho nó an tịnh, nắm dịu, khiêm hạ. Khiêm nhường. Mình sống như vậy đó, một cái nội tâm, một cái hình hài tươi đẹp, hiền lành, cao thượng, không làm khổ mình, không làm khổ cho người, không có đem lửa để đốt tâm mình, để đốt thân người khác, không có đem những thứ bẩn thỉu vấy bẩn người khác. Đem thứ ngọt ngào, đem những cái cảm thọ dễ chịu, dễ thương, đem những cái cảm giác hiền thiện, từ ái, bi mẫn, sống với nhau. Đẹp không? Chúng ta thấy đẹp không? Chú Lực thấy về đây sống một tháng, thấy mọi người có hiền thiện không? Dạ, chú Lực cũng thấy rất hiền thiện, đi bộ thấy cuộc sống ở đời mà cũng thấy một đại chúng đông, mà thấy ai cũng yêu thương nhau, ai cũng cách nói chuyện hòa nhã. Và khi trong công việc, ví dụ có khách này kia thì mọi người cũng chung tay vào làm, ai cũng vui vẻ. Cái sự hòa nhã hiền thiện nó chạm đến trái tim con, làm cái tăng trưởng sự hiền thiện, cái sự hung dữ, cái sự chấp thủ hơn thua trong con nó cũng được giảm đi rất nhiều. Con xin tri ân công đức đó là công năng, công dụng, công lao, công đức, công quả của chúng ta, và tất cả tự thân của mỗi người trong đạo tràng ai cũng lo quay lại để tu tập cái cảnh họ hiền thiện, ngọt ngào, từ ái, thì tự động cái người mà hung hăng hung dữ họ đến, họ cũng thấy xấu hổ nữa, tự động họ sẽ không dám bung những cái bẩn thỉu của họ ra. Cho nên đó là công đức, là phước báo, phước lành của chúng ta. Và chúng ta luôn luôn duy trì tu tập những cảm thọ đó, làm sao mà đừng có ồn ào ở trong chùa. Ai cầm tôi bây giờ đọc cái bản mình đó, đứng lên đọc cái bản mình đó. Đức Phật là bậc giác ngộ, thiết giảng giáo pháp đưa đến giác ngộ. Thế Tôn là vị đã điều phục, thiết giảng giáo pháp đưa đến sự điều phục. Thế Tôn là bậc an tịnh, thiết giảng giáo pháp đưa đến an tịnh. Thế Tôn là bậc đến bờ bên kia, thiết giảng giáo pháp đưa đến bờ bên kia. Thế Tôn là bậc trong sạch an vui, thiết giảng giáo pháp đưa đến sự trong sạch an vui. Thế Tôn là bậc an tịnh, thuyết giảng và dạy dỗ chúng sanh đạt đến chỗ an tịnh. Chúng ta nhớ chữ an tịnh này là khẩu quyết từ khi bắt đầu tu cho đến lúc cứu cánh phàm hạnh. Bình thường mình không có tập an tịnh lắng dịu, đến khi tham sân si nó nổi lên, lúc đó mình không an tịnh lắng dịu được đâu. Cho nên con thấy trong chúng từ ông năm cho đến người mới tới, mà con thấy rộn ràng, xôn xao, lăng xăng, dao động là lòng buồn lắm. Dầu cái đó là chuyện lớn xảy ra,
chứ đừng nói chi là lúc bình thường. Cái chữ an tịnh đó, lắng dịu đó đó, là thước đo của công phu tu tập. Phải thường luôn nhớ niệm hai cái từ đó, an tịnh, lặng dịu. Khi mà mình không an tịnh, lắng dịu là lúc đó mình không có chánh niệm tỉnh giác. Lúc đó buồn lung phóng dật. Tại sao lúc đó mình có thể sân hận, mình la lối được? Là tại vì mình đâu có trú trong an tịnh lắng dịu. Nếu mình trú trong an tịnh lắng dịu mà rủi như nó có bực bội khởi lên, nó cũng bị cái sức mạnh của an tịnh lắng dịu đó làm cho lắng xuống, bớt xuống. Điều phục được. Còn này mình hoàn toàn không có cái sức an tịnh lắng dịu. Cho nên chỉ cần một cảm thọ sanh khởi lên, bất như ý, lúc đó là trong này nó nổi loạn liền ngay lập tức. Cho nên con tha thiết mong chờ tất cả đại chúng nhớ từ trong nhà bếp cho đến trên thiền đường phải tập sự an tịnh lắng dịu. Người nào mà ồn ào quá, huynh đệ kế bên có quyền nhắc nhẹ, an tịnh. Lắng dịu, có quyền nhắc. Sư phụ rầy. Cái đó là quan trọng lắm. Cái lúc mà mình sắp chết đó, lúc đó là sao? Nó cần sự an tịnh lắng dịu hay là cần sự sôi nổi? Cần la hét rên rỉ hay là cần an tịnh lắng dịu để ra đi? Khi mình tu tới một cái mức độ thâm sâu, ngũ uẩn này nó sẽ an tịnh và lắng dịu. Các cái hành, các cái tưởng nó không có hoạt động nữa. Thọ nó lắng dịu, thức nó tinh minh. Sắc này nó an tịnh. Đạt đến cái trạng thái khinh an ở trong thức giác chi là nhẹ nhàng. Các cái hành nó không còn thô bạo, thô tháo, thô bỉ, thô thiển nữa. Mà tất cả ngũ uẩn đã trở thành tế nhị, khinh an. Nó còn động nhiều thì nó còn đi luân hồi nhiều. Nó còn tham sân si nhiều. Cho nên chúng ta nhớ hai cái chữ an tịnh, lắng dịu là tuyệt đối quan trọng. Đấy nó làm khẩu quyết. Đừng có xem thường. Rồi tới từ cái an tịnh lắng dịu nó bắt đầu tới cái cảm giác hiền thiện. Nó lắng rồi mới bắt đầu hiền được. Nó chưa lắng rồi nó không có hiền được đâu.
bắt đầu đó là mình tu cái cảm giác hèn thẹn, cho nên từ bây giờ phải tu cái tâm hèn suốt một tháng. Tâm hèn này đó, nó sẽ xoa dịu, nó sẽ làm cho cái cảm thọ mình nó ngọt ngào, nó không có chán. Tại vì nếu mà an tịnh không á là mình sẽ chán lắm, tại vì mình quen cái tháo động. Giờ bắt nó yên rồi nó khó chịu lắm. Nhưng mà cái tâm hiền này nó làm cho cái cảm thọ nó ngọt ngào, nó dễ chịu, nó mát dịu, nó có hương vị. Cho nên nó an tịnh mà nó không có chán, nó hoan hỷ. Chúng ta tu tập tâm hiền sẽ cảm nhận được cái điều này. Có thấy không Diệu Khiêm? Có không? Chúng ta sẽ nó yên tĩnh nhưng mà nó không có chán. Thấy không hiền thiện? Thấy không? Đó. Nó an tĩnh, nó lắng dịu mà nó không có buồn chán. Nó không phải là vô vị. Nó không phải là nhạt nhẽo mà nó rất ngọt ngào. Ngọt ngào, nhẹ nhàng, yên vui mà nó lại an tĩnh. Nó không phải cái vui sao động, ăn chơi, ca hát, cười đùa với thế gian. Đó là cái hương và cái vị và cái chất của cái tâm hiền. Rồi từ cái tâm hiền ngọt ngào, dễ chịu, lắng dịu, dễ thương này đó, nó bắt đầu cảm thông những cái hung dữ, sân hận, bản ngã của chúng sanh và của tự thân. Khâu đó mới phát khởi được tâm từ. Bắt đầu cái sự hiểu và thương nó thâm sâu và rộng lớn, thấm thía và thẩm thấu. Quảng đại và vô biên. Thì cái từ vô lượng tâm mới bắt đầu triển khai được ở trong cái tâm hiền. Thì lúc đó thì nó tuyệt vời lắm. Nó vừa an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, vừa hiền hòa, vừa dễ thương, vừa hương vị, vừa nhẹ nhàng, mà nó vừa xót thương, thấu hiểu, cảm thông và tha thứ, mà nó vừa rộng lớn, quảng đại. Thì chúng ta nghĩ tu tới đây là nó dạt dào như thế nào? Thích không? Thích không? Muốn không? Thì phải cố gắng nhé. Còn bây giờ mình còn lăng xăng, mình dao động, mình thô bỉ, thô kệch, thô thiển. Thì mình cái an tịnh bước đầu mình còn chưa đi vô được. Dẫu cho có được tâm hiền tâm tự đó chút chút vậy đó, gió thoảng mây bay thôi à. Chứ nó không có trú vững, nó không có vững chắc, nó không có đặc hữu, bản hữu có sẵn trong thân tâm mình. Bất cứ lúc nào mình cũng có thể lan tỏa cái cảm thọ đó ra cho mình và cho mọi người. Nếu quý vị thấy không, đang bệnh giờ lên lan tỏa hồi cái giờ hết bệnh luôn á. Thấy không? Bệnh mà không biết lên nói nổi không, nói thôi cứ lên đại đi. Chứ còn quý thầy các ban ngành mời giảng mà từ chối hết trơn. Chứ cái cảm thọ trong này nó ngọt ngào, nó mát mẻ, nó dễ chịu. Nó hiền hòa, mát dịu, thương yêu, cảm thông, giàu dạt, sung mãn, thấm đượm, thẩm thấu, chan hòa, bao la, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, vô biên. Không hận, không sân với bất cứ một ai. Ngọt ngào. Mình phải tập. Nhưng mà cái đẹp nhất của mình là cái bản ngã mình mà nó khi mạ xuống là đẹp nhất trên cuộc đời này. Hình ảnh đó là đẹp nhất, tuyệt vời nhất của người tu. Cho nên phải thường lại với nhau. Thường lại.
thường lễ nha, thường lễ kính, thường chắp tay cúi chào với nhau. Mình tu thường là mình sẽ được như vậy, còn này nhiều khi ở chỗ riết rồi gặp nhau nó không muốn xá, xá nó sượng sượng làm sao. Tức là bên trong cái bản ngã nó cứng cỏi. Cái tâm nó không có nhu nhuyến, không có mềm mại, không có dễ sử dụng. Cho nên nó làm những cái hành động mà hạ gục bản ngã là nó khó chịu lắm. Nó sượng sùng lắm, nó e ngại lắm. Còn khi mình gặp ai mình cũng lại được, gặp ai mình cũng xá, gặp ai mình cũng cúi được hết trơn. Phải không Hiền Thiện? Thì mình thấy mình nó ngoan, nó hiền, nó ngọt ngào, dễ thương. Mà nó làm một cách hết sức là tự nhiên. Đó đó, phải tập cho mình như vậy đó. Là mình nhân nhuyễn luôn, mình điêu luyện, mình thuần thục ở trong những cái cảm thọ hiền thiện khiêm hạ. Từ ái cung kính, bất cứ lúc nào sẵn sàng mọp xuống lại, sẵn sàng xin lỗi, sẵn sàng cảm ơn với cái người mà họ làm cho mình giận. Cảm ơn vì nhờ cô làm cho nên tôi mới thấy được cái tôi còn giận. Chứ không có cái câu nói của cô vậy sao tôi biết tôi còn giận. Phải không? Cảm ơn cái người mà kiếm chuyện với mình chứ. Thì cái đó mới là tâm hiền đó. Cái đó mới là tâm hiền đó. Vậy bên này hạnh phúc không? Sáng nay thấy màu nhiệm không? Hoan hỷ không? Sung mãn không? Đó, bệnh rồi lên ngồi tác ý ngồi hết bệnh luôn, khỏe luôn. Mình phải tưới tẩm những cái cảm thọ ngọt ngào, dễ chịu của mình hoài như vậy đó. Mình phải tẩy rửa và diệt tận những cái thứ bẩn thỉu, tồi bại, thấp hèn ở bên trong. Nuôi lớn những cái ngọt ngào, cao thượng, thánh thiện, trong sạch, quý báu của mình. Và mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây à, chứ không phải đợi đến giờ lên ngồi thiền á. Bất cứ mọi lúc mọi nơi, trong khi làm việc, trong khi nói chuyện, trong khi sinh hoạt, trong khi ở dưới bếp, trong khi đang nằm ngủ, tất cả là phải để tâm vào và nuôi dưỡng những cảm thọ này. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, hiền thiện, từ ái, từ hòa, hiền lương, hiền hậu, hiền lành, hiền đức, hiền trí, hiểu, cảm thông, tha thứ, yêu thương, khiêm hạ, nhún nhường, lễ kính, khiêm cung, khiêm tốn, sẵn sàng cúi đầu, sẵn sàng hạ thấp, sẵn sàng quỳ lại, sẵn sàng trải cái mái tóc mình xuống cái dũng sình để cho các bậc thiện tri thức bước qua. Đẹp không? Đẹp không? Đó là hoa hậu của Phật giáo. Người đẹp ở trong thánh pháp. Là người cao thượng trong pháp và lực này. An trú tâm mình vào cảm thọ này xuyên suốt. Xuyên suốt từ bây giờ cho đến ngày xuống núi. Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la. Tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la. Khắp trời đất bao la.